phải, ai nói là thắng đâu, nó tưởng vậy kìa, nó ngậm cái cổng gì á. Hello, chào chào và hai xin chào tất cả các bạn, mình là Vinh hay còn gọi là Vinh Mc. Các bạn nhìn thấy cái khung cảnh này là các bạn biết là ngày hôm nay mình làm lại làm cái gì rồi đúng không? Reaction xem những cái video TikTok mới chứ không Vinh Mc nè các bạn. Cái gì đây? Đó. Kiểm tra, học bài đi con. Ngày mai mình có một bài kiểm tra cho nên là mình quyết định đi hỏi con chó mình xem mình có nên học bài hay không nha. Nếu như mình hỏi xong mà nó sủa thì mình sẽ đi học bài, còn nếu như nó im lặng thì mình sẽ không học bài nha mấy bạn. Ủa, nếu mà con chó nó sủa thì mình sẽ đi học bài, còn nếu mà nó im lặng thì mình sẽ không học bài. Vậy chưa thì coi thử đi. Ê, mày nghĩ là con nên đi học bài không? Chết rồi, kiểu này là nó phải sủa rồi các bạn ơi. Xe tao ba cầm cái cây này là hiểu rồi đó. Số phần nó đang ăn bài rồi mấy bạn. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Rồi luôn rồi. Ok, còn video tiếp theo nè các bạn. Tối hôm qua tôi đi học về, khi đến nhà thì thấy cửa mở. Sau khi vào nhà thấy bố mẹ ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tôi lại gần và chào mẹ. Mẹ ơi, con mới đi học về. Mẹ ơi, mẹ tôi không trả lời. Đột nhiên bà quay đầu lại. Ôi lạy Chúa, ma kìa. Đột nhiên tôi phát hiện ra mình đã vào nhầm nhà. Tôi vội vã chạy vào thang máy. Đấy là tầng 4, nhà tôi ở tầng 5. Nhưng tại sao nhà anh ấy giống hệt nhà tôi? Ủa, mình xem ở trên thang máy là nó để số 5 mà ta. Ủa, mình thấy đây là cái tầng số 5 mà, đâu phải là tầng số 4 đâu. Tối hôm qua tôi đi học về, khi đến nhà thì thấy cửa mở. Sau khi vào nhà thấy bố mẹ ngồi trên ghế sofa xem tivi. Sợ thế. Gần và chào mẹ. Mẹ ơi, con mới đi học về. Mẹ ơi, mẹ tôi không trả lời. Đột nhiên bà quay đầu lại. Ôi lạy Chúa, ma kìa. Đột nhiên tôi phát hiện ra mình đã vào nhầm nhà. Tôi vội vã chạy vào thang máy. Đấy là tầng 4, nhà tôi ở tầng 5. Nhưng tại sao nhà anh ấy giống hệt nhà tôi? Ừ, mình thấy có sự nhầm lẫn nha. Thật đáng sợ, tí nữa thì tèo. Rồi, video gì đây? Ủa, nhìn mình giống như là sắp biến thành siêu nhân vậy các bạn. Trời ơi, đây là siêu nhân gì vậy? Trời ơi, mới công chuyện rồi, đốt các bạn. Mình biến thành siêu nhân gì? Bạn nào mà đốt đúng, mình sẽ thả tim bình luận cho các bạn nha. Cái video này có cả Enderman luôn hả? Giúp tôi với, sao không ai đến cho tôi thức ăn? Mọi người ăn đỡ đối đi, tôi sẽ cứu tất cả lên nhanh thôi. Mang quá ăn nhiều mới được, tôi bị kẹt rồi. Nhấn like để giúp Vinh đi mọi người ơi. Nước tới đây. Cô tôi được cứu rồi, cái tội ham ăn đây nè. Ủa, rồi xe tao mai rốt cuộc là có cứu được không vậy? Ăn nhiều quá bây giờ là mập lên này, cái lỗ này còn chui qua không vừa nữa. Đây là Vinh MC lúc còn nhỏ nè, nhìn đáng yêu quá. Đây là kẹo hả? Ồ, ăn kẹo không cậu bé. Cô là ai? Cậu không biết, cô đi ra đi. Nữa rồi, mẹ dỗ dành yêu thương. Đúng. À, trời
bắn cái súng đẩy bắn đại bác không bạn cây cho pháo luôn dữ vậy. Rồi gì đây, ôi đây là cái kính ở ngoài đời thật này các bạn, nhưng mà các bạn có để ý không, là cái kính này nó rất là giống cái gì ta, cái kính ở trong Minecraft đó các bạn, đúng không nào? Bạn nào mà thấy mình nói đúng thì bấm like cho video này nha. Wow, quay anh nhìn có cảm giác như là cũng đẹp đẹp sao ha. Rồi gì đây, cái video này đó chính là ui cái anh này đang thử nghiệm gì đó các bạn ơi, để mình xem thử đi. Wow, thấy nghi nghi rồi đó nha, thấy cái hình này giống cái con heo á các bạn. Dưới đây là cái cần câu cà rốt nè, các bạn đã biết á, thì có mình ngồi trên lưng có con heo á thì chúng ta sẽ dụ nó bằng cách là cầm cái cà rốt đó, đúng thiệt rồi các bạn ơi. Bây giờ người ta làm cái bánh xe ta gắn vô cái này cứ phải là ngồi chơi Minecraft quá 180 tiếng không ta, không còn là 180 phút nữa rồi. Phải thiệt chứ. Rồi bây giờ chúng ta đổi gió, chúng ta xem các bạn biết là dạo gần đây á có nhân vật đang rất là nổi luôn, đó chính là Shin Sung-jin đúng không nào. Thì cái nhân vật này là có cái miệng gì mà cái răng rất là ghê gợn nha. Rồi mình xem xong mình bắt ngủ 3 ngày 3 đêm 6 ngày 6 đêm luôn. Video này kiểu như là trận chiến giữa Among Us và Shin Sung-jin nha các bạn. Này, ủa trời, Sonic gì mà ốm còi xương gì vậy? Rồi, Sonic này bị thiếu, bị suy dinh dưỡng nha các bạn, nên là phải ăn vô. Chạy luôn rồi. Chạy thôi. Là đã chạy thoát rồi. Mà cái cú này không biết Seasonic có đi bệnh viện không các bạn. Ôi ai đây? Ồ, lúc cầu nha các bạn, lúc cầu. Ôi anh bạn này bị bắt giam nhưng mà đã được thoát rồi nha. Gì đây, TV chiếu gì vậy? Rồi các bạn ơi, Seasonic kìa. Bây giờ là nó ra ngoài nó thống trị rừng xanh luôn các bạn. Đấy. Trời ơi, hàm răng nó kìa, vãi chưởng thiệt chứ, nó cao hơn cả mấy cái cây thông ở ngoài luôn á. Oh my god. Rồi chúng ta qua đây thôi. Ui, vãi thiệt chứ, nó to hơn, tính ra nó khủng, nó to hơn mấy cái tòa nhà ở dưới đây luôn nè các bạn. Nó xâm chiếm thành phố rồi. À! À! Đây mới là thứ mà chúng ta thực sự muốn xem nè. Bên nào thắng vậy? Ôi, bây giờ là chúng ta xem tiếp phần số 2 nha các bạn. Gì đây? Nước còn đi đâu vậy? Xin ít. Where are you? Bạn đang ở đâu? Ôi no. Có điều chẳng lành này các bạn ơi. Nước còn ơi. Tôi đói bụng. Rồi chiến giữa nước cầu và xin xuống tiếp nha các bạn. Ủa sao mà cái con xin xuống tiếp to chà bá gì mà đánh thắng một cách dễ dàng vậy? Cái gì đó hơi kỳ lạ nha các bạn. Các bạn
nạt, tôi đứt cái cánh tay nó luôn. Đó, chị đã thắng rồi. Quái, ai nói là thắng đâu, nó tưởng vậy kìa. Nó ngậm cái cổng gì á. Biến thành to hơn hay sao mọi người ơi, trời ơi, con season X này đáng sợ quá. Ok, và video của mình cũng chỉ đến đây thôi nha các bạn. Các bạn xem video này xong nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra nhiều video hay hơn nha. Bạn nào chưa follow TikTok của mình thì hãy tìm cái tên là Nguyễn Hoàng Vinh nhé. Bây giờ tạm biệt các bạn và bye bye mọi người.